Xe Lăn Thanh Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thu Thảo sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là hai dòng xe điện. Bên tay phải Thảo là dòng xe điện của Eurocare với nhãn hiệu là xe lăn điện Runner. Xe này thì phù hợp cho những người già, người lớn tuổi, tay còn khỏe thì chúng ta có thể điều khiển được cái xe này. Và tiếp bên tay trái Thảo là dòng xe điện của Lucas với nhãn hiệu là 122L. Xe này thì dành cho những đối tượng như là người già đi lại khó khăn này, người sau tai biến này, hoặc là người khuyết tật thì chúng ta có thể sử dụng cái dòng xe lăn điện này, cũng rất là phù hợp. Chiếc xe lăn điện 122L này á, thì nó sử dụng là pin lithium. Khi mà chúng ta sạc đầy pin á, thì chúng ta có thể đi được quãng đường là 20 km. Và cái tốc độ tối đa của cái chiếc xe 122L này là 6 km/h. Đây, và thiết kế của nó thì bao gồm phần ngồi này, hai chỗ phần để tay này, hai phần gác chân và cái bộ điều khiển. Và bên đây là cái hộp đựng pin, gồm hai bánh lớn này, hai bánh nhỏ, và đằng sau là nó có thêm hai bánh chống lật ở đằng sau để khi mà chúng ta mà di chuyển thì sẽ không bị lật. Sau đây là bộ điều khiển của chiếc xe lăn điện 122L. Bộ điều khiển là bao gồm này. Này, chúng ta công tắc nguồn này. Công tắc nguồn trên đây thì nó sẽ hiển thị lên các bạch pin. Cái này là kèn, cái này là tăng giảm tốc độ. Khi mà chúng ta mới đi thì chúng ta để tốc độ nó thấp thôi, khi mà đi quen rồi thì chúng ta có thể tăng tốc lên. Đây là cái tay điều khiển. Chúng ta có thể tiến tới này, lùi này, hoặc sang trái, sang phải, là chúng ta điều khiển theo cái bộ điều khiển này. Rồi. Tiếp theo đây là bộ điều khiển của chiếc xe điện của hãng Eurocare Runner. Trên đây là bộ tay điều khiển của chiếc xe điện Runner này đây. Chúng ta có thể bật chìa khóa này, sử dụng chìa khóa. Đây là báo hiệu dung lượng pin. Cái này là kèn. Cái này thì chúng ta có thể điều chỉnh được tốc độ nhanh hay chậm thì tùy theo khi mà chúng ta sử dụng, mới sử dụng hoặc là sử dụng lâu rồi. Cái này là cần điều khiển, chúng ta có thể tiến tới. Đặc biệt ở cái bộ điều khiển này thì chúng ta có thể điều khiển được cả hai tay. Nếu như ai thuận tay phải thì có thể sử dụng tay phải, thuận tay trái thì có thể sử dụng tay trái. Đi lên này, nhấn xuống này, đi lên này, đi lui. Khi mà đi lui thì cái xe này nó có báo hiệu cái đèn đi lui kêu tít tít để chúng ta có thể re lui xe. Chiếc xe điện Runner này thì khi mà chúng ta sạc nó sử dụng bình ắc quy là 12Ah nhân với 2 cục. Và khi mà chúng ta sạc đầy bình thì chúng ta có thể di chuyển cái quãng đường tối đa là 12 km. Và cái tốc độ tối đa của chiếc xe Runner này là 6,4 km/h. Thì chúng ta có thể sử dụng chiếc xe này đi chợ này, đi nhà thờ, hoặc là đi chùa, hoặc là đi ra công viên chơi cũng rất là phù hợp. Thiết kế chiếc xe Runner này là có hai cái tay chúng ta có thể nhấc lên được, cái tay cầm chúng ta có thể nhấc lên được để khi mà chúng ta từ bên ngoài di chuyển vào ghế ngồi thì không có bị đụng hai cái tay này, chúng ta có thể nhấc tới nhấc lui. Đây là bộ điều khiển Thảo đã giới thiệu rồi. Đây là giỏ xe, chúng ta có thể đựng đồ. Đây là phần gác chân, và đây là phần chúng ta có thể hai cục pin 12Ah thì nó nằm ở đây. Và đây là cái bộ sạc, cái rắc để cho chúng ta sạc thì chúng ta có thể cắm vô phần này. Vừa rồi thì Thu Thảo với giới thiệu quý vị và các bạn là hai dòng xe điện, là dòng xe điện của Eurocare với nhãn hiệu là xe điện Runner, và dòng xe lăn điện của Lucas với nhãn hiệu là 122L. Quý vị và các bạn muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm hoặc là đặt mua sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể gọi đến số hotline 0969 144 560 hoặc truy cập vào website thanhtuấnmedical.com. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.